dùng những cái thực phẩm đơn giản mà để cho món ăn ngon nhất, từ cơm độn khoai độn sắn đến mì nấu cà chua không, rồi cá diếc kho tương, rồi dưa xào tóp mỡ, rồi một số món. Có thể nói là càng về trưa lượng khách đến mỗi lúc một đông, và giống như là tôi lúc mới đến thì ai cũng mang một cái vẻ ngạc nhiên, và tôi nghĩ là họ cũng giống tôi là đang nhớ về quá khứ. Và chúng ta cùng nói chuyện với một vị khách, một bạn trẻ. Thì mình thấy khi mà đến thấy bạn kỳ cạch gõ vào cái máy chữ, cái điều gì khiến bạn tò mò về cái đồ vật này đến thế? Thực ra thì lúc còn bé thì em mà đến cơ quan của mẹ thì đã từng là đánh những gõ gõ như thế này rồi, và gặp lại những cái máy này thì cảm thấy rất là thú vị. Điều gì khiến cửa hàng này nó lại hút bạn? Bọn em đến đây thưởng thức các món ăn để thưởng thức một cái không gian nó hoài cổ một chút, kể cho nhau nghe, thậm chí là chia sẻ với nhau những cái mà có thể bây giờ nhà mình không hiện hữu nữa nhưng trước khi mình đã từng trải qua. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, những năm bao cấp, một quá khứ chưa xa, luôn trong lòng mỗi người về tình người, về trật tự xã hội và mong ước công bằng. Và đó là lý do để nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cũng như là anh Minh, rồi rất là nhiều những người bỏ công sức xây dựng một quán cơm mậu dịch, mỗi ngày vẫn rất nhiều người lui tới. Ồ, Hà Nội thì ngày càng có những không gian thú vị mà tôi nghĩ vợ tôi sẽ rất là thích, vì cô ấy sẽ có được một bộ ảnh đẹp cho mà xem. Thời lượng chương trình cũng đã hết mất rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả chuyến đi kỳ thú ở tần số FM 96,5 MHz và trang web vov2.vn. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Xin chào các bạn, đến với chương trình nâng cao năng lực nghe nói tiếng Anh cho trẻ tiểu học của Đài Tiếng nói Việt Nam. Improving children's ability to communicate in English. Improving children's ability to communicate in English. Grade 5. Unit 31. Well done! Các em thân mến, chắc các em đã từng làm được nhiều việc tốt và được bố mẹ, ông bà khen ngợi rồi phải không nào? Để bắt đầu bài học hôm nay, chúng ta cùng học những từ và cụm từ sau đây. Man. M-A-N. Man. Đàn ông. Men. M-E-N. Men. Những người đàn ông. Woman. W-O-M-A-N. Woman. Phụ nữ. Women. W-O-M-E-N. Women. Những người phụ nữ. Child. C-H-I-L-D. Child. Đứa trẻ. Children. C-H-I-L-D-R-E-N. Children. Những đứa trẻ. Chúng ta cùng đọc lại theo cô Cynthia nào. Man.
men, woman, women, child, children. Chúng ta cùng nghe và nhắc lại theo băng cho thuộc nhé. Man, men, woman, women, child, children, woman, man, child, men, children, women. Hôm qua bạn Rosie và bạn Tim đã giành được giải nhất cuộc thi tiếng Anh đấy các em ạ. Chúng mình cùng nghe bạn Rosie kể về ngày hôm qua của bạn ấy với bà nhé. Tell me about school today. Was it good? Oh yes, it was great. It was the school prize giving. We were late. Hurry up! There weren't any children in the classroom, but there were some teachers. Where's the prize giving? The prize giving was in the playground. Look! Lots of men, women, and children! There was a prize for English. The prize goes to Rosie and Tim. Well done. We were the winners. It was a great day. Các em có hiểu hết những gì bạn Rosie vừa kể với bà không? Hôm qua trường bạn ấy tổ chức lễ trao giải cho học sinh xuất sắc đấy. The school prize giving. Khi vào lớp học, bạn ấy chẳng thấy bạn nào cả. There weren't any children. Mà chỉ có một số thầy cô giáo thôi. Teachers. Mọi người không biết lễ trao giải diễn ra ở đâu. Hóa ra là ở sân trường. In the playground. Ở đó có người lớn, cả nam. Men. Và nữ. Women. Và cả các bạn học sinh nhỏ nữa. Children. Điều thú vị nhất là có giải thưởng cho phần thi tiếng Anh đấy. A prize for English. Mọi người đều khen ngợi Rosie và Tim vì đã giành được giải thưởng này. Well done. Trước khi nghe lại câu chuyện nhận giải thưởng của bạn Rosie và Tim, chúng ta cùng học lại một số cụm từ sau đây. The school prize giving. Lễ trao giải cho học sinh xuất sắc. Children. Trẻ em. Teachers. Giáo viên. In the playground. Sân trường. Men. Đàn ông, nam giới. Women. Đàn bà, nữ giới. A prize for English. Một giải thưởng cho môn tiếng Anh. Well done. Tuyệt vời. Chúng ta cùng đọc lại theo cô Cynthia cho thuộc nào. The school prize giving. The school prize giving. Children. Children. Teachers. Teachers. In the playground. In the playground. Men. Men. Women. Women. A prize for English. A prize for English. Well done. Well done. Chúng ta cùng nghe lại băng nhé. Tell me about school today. Was it good? Oh, yes. It was great. It was the school prize giving. We were late. Hurry up! There weren't any children in the classroom, but there were some teachers. Where's the prize giving? The prize giving was in the playground. Look! Lots of men, women, and children!
There was a prize for English. The prize goes to Rosie and Tim. Well done. We were the winners. It was a great day. Các em thân mến, trong phần kể vừa rồi của bạn Rosie về ngày đáng nhớ ở trường, bạn ấy có dùng hai từ some, S-O-M-E, some, có nghĩa là một vài, một ít, và any, A-N-Y, any, có nghĩa là bất kỳ, ví dụ như bất kỳ ai, anybody, bất kỳ học sinh nào. Any students. Vậy cách dùng của hai từ này như thế nào? Rất đơn giản các em ạ. Chúng ta chỉ cần nhớ some đi với câu khẳng định, ví dụ there were some teachers. Và any đi với câu phủ định và câu hỏi, ví dụ there weren't any men. Were there any children? Bây giờ chúng ta cùng luyện tập phần này cho thành thạo theo cô Cynthia nhé. Cô Cynthia sẽ cung cấp 5 câu sau đây. Hãy điền thêm từ some hoặc any vào chỗ trống của các câu mỗi khi cô Cynthia dừng lại. Nếu em nghe thấy there weren't, em hãy điền any. Còn nếu em nghe thấy there were, em hãy điền some. Ví dụ there weren't men. There weren't any men. Sau đó hãy nghe câu hoàn chỉnh của cô Cynthia xem mình làm có đúng không nhé. Chúng ta bắt đầu nào. 1. There weren't children. There weren't any children. 2. There were women. There were some women. 3. There were children. There were some children. 4. There weren't men. There weren't any men. 5. There weren't women. There weren't any women. Các em thân mến, để biết lễ trao giải ở trường của Rosie ngày hôm qua có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, bao nhiêu trẻ em, vân vân, chúng ta hỏi như sau. How many men were there? How many women were there? How many children were there? Chúng ta cùng nhắc lại theo cô Cynthia. How many men were there? How many women were there? How many children were there? Chúng ta hãy trả lời những câu hỏi này như sau. There were. Ví dụ, có 5 nam. There were 5 men. 5 nữ. There were 5 women. 5 trẻ em. There were 5 children. Chúng ta cùng nhắc lại nào. There were 5 men. There were 5 women. There were 5 children. Bây giờ cô Cynthia sẽ hỏi, các em cùng trả lời theo gợi ý của cô ấy nhé. Ví dụ. How many boys were there? 6. There were 6 boys. Chúng ta lưu ý, đối với câu hỏi how many? Chúng ta dùng với danh từ số nhiều. How many boys? Chúng ta bắt đầu nào. 1. How many girls were there? 8. There were 8 girls. 2. How many prizes were there? 2. There were 2 prizes. 3. How many winners were there? 4. There were 4 winners. 4. How many children were there? 3. There were 3 children.
5. How many women were there? 2. There were 2 women. Nào bây giờ chúng ta cùng đổi vai giao tiếp nhé. Kem hãy đặt câu hỏi với How many? Theo gợi ý của cô Cynthia. Và hãy nghe cô ấy trả lời. Ví dụ Girls. How many girls were there? There were 8 girls. Sau mỗi một câu hỏi của em, cô Cynthia sẽ nhắc lại. Nếu bạn nào chưa thành thạo với câu hỏi này cũng đừng lo. Hãy nhắc lại theo cô Cynthia nhé. Chúng ta bắt đầu nào. 1. Prizes. How many prizes were there? There were 2 prizes. 2. Winners. How many winners were there? There were 4 winners. 3. Children. How many children were there? There were 3 children. 4. Women. How many women were there? There were 2 women. 5. Boys. How many boys were there? There were 6 boys. Kem thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt Kem. Goodbye. Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. Xuế Trung Quốc phổ thông hóa chế mộ.